Phần thứ nhất là vai trò của hạt. Hạt đóng vai trò là thực phẩm. Thứ hai, nó đóng vai trò là thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, chúng ta sẽ chế biến nó thành những cái dạng ép lấy dầu. Lên men để nấu rượu. Đây là cái vai trò chính mà chúng ta khai thác theo cái tính chất cổ truyền từ trước đến giờ của hạt. Vậy trong hạt có những cái gì? Hạt là tinh chất, thành phần. Hạt đóng vai trò duy trì nòi giống cho nên toàn bộ những cái tinh chất tốt nhất của hạt, của cây thì tập trung cho hoa và hạt để nhân giống lên. Và con người và tất cả các loại động vật đều khai thác cái hạt này để làm nguồn lương thực. Thành phần chính của hạt thì nó bao gồm cái thứ nhất là tinh bột. Tinh bột là các loại ngũ cốc. Thành phần thứ hai là tinh dầu, chất béo. Dầu đại diện các cây như thể là cây đậu nành, lạc. Đây là những cái cây giàu tinh dầu mà chúng ta thường ép nó để lấy một cái dạng khác của khai thác một cái góc khác của sản phẩm của hạt để làm thành sản phẩm. Cái hạt tiếp theo là hạt có nhiều tinh dầu. Thành phần tiếp theo là thành phần tinh dầu có trong hạt mùi, hạt tiêu, vân vân. Ngoài ra, nó sẽ có những cái thành phần khác như đạm, khoáng chất,
Phần lớn chúng ta khai thác hạt theo cái cách truyền thống thì không phát huy được cái tính năng của nó, vì nó nằm chứa ở trong này những cái chất dinh dưỡng lớn như thế này, và chúng ta sử dụng cái này để là làm trong cuộc làm thành các cái sản phẩm khác nhau. Nhưng với cái phương thức chế biến cũ thì chúng ta thường làm, ví dụ như là với những cái hạt dầu ngũ cốc này, ngoài đóng vai trò cây lương thực, hạt lương thực ra, thì chúng ta sử dụng cái tinh bột của nó để ủ lên men và nấu thành rượu. Với những cái hạt nhiều chất béo thì chúng ta ép lấy tinh dầu, và cái phần bã còn lại thì thường chỉ để dùng để làm thức ăn chăn nuôi. Nhưng với có những cái cách tận dụng nào khác mà chúng ta kéo dài cái chuỗi thức ăn ra và tận dụng được nhiều cái tính năng hơn của hạt nữa không? Thì đây là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ giải quyết ở trong cái bài ngày hôm nay. Và bài ngày hôm nay là một cái bài về lý thuyết, thì tôi sẽ cung cấp thêm cho mọi người những cái góc nhìn mới để kèm theo vào những cái góc nhìn của mọi người đã có. Thế với những cái cây tinh dầu thì chúng ta cũng chỉ lấy được một cái phần tinh dầu của nó thôi, và cái thành phần đạm khoáng này thường là chúng ta sẽ chuyển về chăn nuôi. Vậy những cái cách khai thác khác thì nó như thế nào? Thì chúng tôi có một cái cộng đồng, đấy là cộng đồng lười tử tế. Không biết là các bạn ở trong này thì có nhiều bạn, có ai tham gia được tham gia vào cái cộng đồng đấy không? Thì chúng tôi đã chia sẻ cái giải pháp làm hạt, đấy gọi là cái giải pháp SKE. Tên viết tắt của nó ở đây là SKE. Tên tiếng Việt của nó có nghĩa là sinh khối enzyme. Có nghĩa là làm thế nào mà chúng ta tận dụng những cái mà nó có nằm ở trong hạt này này, cái tính năng. Vì nếu như mà chúng ta chỉ lấy cái hạt thô này thì hạt thô này có rất nhiều cái nhược điểm. Ví dụ, vì nó khi là hạt chúng ta phơi khô thì hạt nó đứng ở cái vai trò là chuẩn bị cho quá trình sinh sản. Cho quá trình sinh sản. Duy trì nòi giống. Vì thế, để giữ được các cái chất dinh dưỡng này cho cái quá trình duy trì nòi giống của hạt thì nó phải có một cơ chế bảo vệ. Và chúng ta ăn hạt thì thường có những cái vấn đề xảy ra, đấy là khó tiêu. Mình gọi chung chung nó là khó tiêu. Và phải nấu chín hay gọi là thủy phân. Cái quá trình này làm gì? Quá trình này chính là cái quá trình mà phá vỡ cái kết cấu của cái hạt này đi. Nó đang nằm ở trong các cái thành phần này, nó nằm ở trong hạt. Nó đang rất bền vững, nó chống được các cái, sau khi chúng ta phơi khô hạt thì hạt nó có khả năng có lớp vỏ bảo vệ, và trong nó có khả năng chống được các loài khác tấn công, nấm mốc. Và thậm chí có những hạt là các loài gặm nhấm ăn là phải cắn, ví dụ như hạt dẻ, vỏ nó dày để nó bảo vệ. Thế chúng ta có những cái cách nào để mà tận dụng cái này, cái quá trình sinh sản này của nó, và để phát triển, giải quyết được cái vấn đề khó tiêu, tức là làm sao nó thủy phân và lấy được hết cái nội tại ở trong hạt ra. Thì có hai cái sản phẩm nổi tiếng thì các bạn sẽ tìm kiếm trên Wikipedia và đọc kỹ về hai cái sản phẩm này. Đấy, sản phẩm thứ nhất là Milo. Cái sữa Milo là xuất phát từ người Úc, và người ta đã sử dụng cái phương pháp là lên men các hạt loại lúa mạch, và sau đó tạo cùng với vị cà phê, cùng với vị sữa vào nữa, thêm sữa cà phê vào nữa, người ta phối hợp trộn
vào thì nó sẽ ra một cái sản phẩm sữa Milo. Và sữa Milo là những cái sản phẩm rất giàu dinh dưỡng. Thì cái thứ hai nữa là cái quá trình chúng ta search tiếp cái từ bia. Đây là hai từ khóa. Và từ khóa thứ ba là từ khóa mạch nha. Ba từ khóa này sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy cái lợi ích về cái việc sử dụng cái quá trình nảy mầm này, quá trình sinh khối này của hạt để chúng ta phát huy cái vai trò của nó mạnh hơn. Thế Milo thì họ được làm như thế nào? Milo thì đầu tiên là họ cho hạt lúa mạch nảy mầm. Giống như kẹo nha và kẹo mạ của mình. Là hạt được nảy mầm. Sau đó nấu chín. Thì tạo ra đường. Và cái kẹo mạ này, tạo ra, đây chính kết quả, cái sản phẩm của cái quá trình nấu chín và cô đặc. Thì ra kẹo mạ. Mạch nha. Với kẹo mạ thì là người ta sử dụng thóc, gạo lứt, để tạo ra cái kẹo mạch nha, kẹo mạ này. Thì bài ngày hôm nay tôi sẽ tập trung phân tích, giải thích cái cơ chế nguyên lý của cái quá trình làm bia. Đấy là về lý thuyết thì tôi sẽ lấy cái cơ sở của cái bia. Thì các bạn có thể tham khảo thêm cái bài bia trên ghi với từ khóa bia trên Wikipedia. Thì chúng ta sẽ tập trung vào đó.